Quý khán giả đang trở lại với Vật Tinh sân khấu và điện ảnh của đài truyền hình IBC. Và Sabina Carpenter, Nicola Copeland, Anna Sawai đã được vinh danh tại lễ trao giải Time 100 Next. Các diễn viên, ca sĩ và nhà hoạt động cũng như chính trị gia đã có mặt tại New York vào tối thứ Tư để tham gia buổi dạ tiệc Time 100 Next vào năm 2024, sự kiện tôn vinh những gì tạp chí tin tức gọi là 100 nhà lãnh đạo mới nổi định hình tương lai. Diễn viên kim ca sĩ Sabrina Carpenter, 25 tuổi, người vinh dự lọt vào danh sách vì thành công trong sáng tác và kể chuyện, đã biểu diễn vào đêm đó, nhưng thừa nhận rằng việc biểu diễn trước đám đông nhỏ thân mật là gây căng thẳng. Người được vinh danh và diễn viên người Ireland Nicola Copeland, người đóng vai Penelope Featherington, hay còn gọi là quý bà Whistle Down của giới thượng lưu bí ẩn trong loạt phim truyền hình dài tập Bridgerton, đã nói về việc Hoa Kỳ có khả năng bầu ra nữ tổng thống đầu tiên vào tháng 11, nhưng cho biết Ireland đã đánh bại họ khi cựu thủ tướng Ireland Mary Robinson lên nắm quyền vào tháng 11 năm 1990. Bà đã có những đóng góp đáng kể cho việc thúc đẩy quyền phụ nữ và hợp pháp hóa đồng tính luyến ái. Bà cũng là người ủng hộ mạnh mẽ cho hòa bình và hòa giải ở Ireland, làm diễn viên đã nói với khán giả vào đêm đó. Copeland cũng cho biết Robinson trong vai trò hiện tại là chủ tịch của Elders, một hội đồng do Nelson Mandela thành lập từ năm 2007, được thành lập để sử dụng kinh nghiệm và thẩm quyền đạo đức của các thành viên để thúc đẩy hòa bình và nhân quyền, đã viết một lá thư cho Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Joe Biden, kêu gọi giải quyết xung đột giữa Israel và Palestine. Thị trường phim Trung Quốc cho thấy sức phục hồi lớn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2024. Thị trường phim Trung Quốc đã cho thấy sức phục hồi tuyệt vời trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần, kết thúc vào ngày thứ Hai. Cục Điện ảnh Trung Quốc cho biết vào hôm thứ Ba rằng Trung Quốc đã ghi nhận 2,1 tỷ nhân dân tệ, khoảng 297 triệu đô la doanh thu phòng vé trong mùa lễ bận rộn này. Tổng cộng đã có 52,9 triệu vé xem phim được bán ra trong kỳ nghỉ. Cục cho biết các bộ phim trong nước đã thu về 2,02 tỷ nhân dân tệ, khoảng hơn 280 triệu Mỹ Kim tại phòng vé, chiếm 95,87% tổng số. Sản xuất trong nước The Volunteers, The Battle of Life and Death dẫn đầu bảng xếp hạng với doanh thu phòng vé là 805 triệu nhân dân tệ trong mùa lễ. Do Trần Khải Ca đạo diễn, bộ phim là phần thứ hai trong bộ ba phim The Volunteers của ông. Bộ phim này khá ấn tượng với những cảnh quay đặc biệt hoành tráng và rất cảm động. Lee Seo-mei, một cư dân, cho biết, trong kỳ nghỉ, danh sách phim rất mạnh, đa dạng về thể loại và phong phú về chủ đề, có khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của đông đảo khán giả. Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, các rạp chiếu phim trên cả nước đã chứng kiến lượng khán giả tăng đột biến đáng kể. Bộ phim hài hành động Panda Plan của Thành Long kết hợp các yếu tố của nhiều thể loại khác nhau cũng đạt doanh thu phòng vé rất tốt. Sự pha trộn giữa hành động, hài hước và yếu tố gia đình trong bộ phim này đã thu hút được nhiều khán giả. Ngoài ra, nhà sản xuất bộ phim đã hợp tác với ngành du lịch văn hóa của tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, đã khởi động sự kiện theo chủ đề du lịch Tứ Xuyên cùng Panda Plan. Nhờ có khí hậu dễ chịu và môi trường thiên nhiên tươi đẹp, địa điểm quay phim tại công viên rừng quốc gia Núi Tiên ở quận Vũ Long, thành phố Trùng Khánh, Tây Nam Trung Quốc cũng đã trở thành điểm đến du lịch nổi tiếng với nhiều du khách. Trong khi đó, tin tức khác thì cho hay là Trung Quốc đã chứng kiến sự tăng vọt về lượng du lịch chi tiêu trong kỳ nghỉ lễ. Thưa quý vị, Trung Quốc đã xử lý tổng cộng 765 triệu chuyến đi trong nước trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần, với du khách chi tiêu hơn 700 tỷ nhân dân tệ, tương đương 99.1 tỷ Mỹ Kim, số liệu thống kê chính thức đã cho thấy. Cả số lượng du khách và doanh thu liên quan đến du lịch đều vượt trội so với mức trước khi có dịch trong kỳ nghỉ diễn ra từ ngày 1 tháng 10 cho đến ngày 7 tháng 10. Theo ước tính của Trung tâm Dữ liệu của Bộ Văn hóa và Du lịch, lượng chuyến đi trong nước đã tăng trưởng 5.9% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng tăng 10.2% so với cùng kỳ vào năm 2019.
du khách trong nước đã chi tiêu tổng cộng 700.8 tỷ nhân dân tệ, tăng 6.3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 7.9% so với năm 2019. Ngày Quốc khánh năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Du lịch theo chủ đề đỏ với chủ nghĩa yêu nước đặc biệt phổ biến với các chuyến thăm đến các địa điểm và triển lãm cách mạng tăng 40% trong số lượng đặt phòng hàng ngày so với năm ngoái. Tại Đôn Hoàng thuộc tỉnh Cam Túc, Tây Bắc Trung Quốc, du khách đến núi Minh Sa và danh lam thắng cảnh suối Trăng tụ tập để hát những bài hát yêu nước vào ban đêm. Tại Diên An, tỉnh Thiểm Tây, thành phố từng là trụ sở của Đảng Cộng sản Trung Quốc CPC, một vở nhạc kịch nhập vai Diên An 13 năm đã cho phép du khách theo chân các nghệ sĩ biểu diễn và chạm vào tác phẩm lịch sử cách mạng. Các buổi biểu diễn văn hóa, sự kiện thể thao và không gian văn hóa mở rộng cũng thúc đẩy sự phổ biến của các khu mua sắm đô thị và chợ biểu diễn. Trong kỳ nghỉ thì các khu vực tiêu thụ văn hóa và du lịch về đêm cấp quốc gia được đưa vào thống kê giao thông đã thu hút khoảng 96.86 triệu du khách trên toàn quốc của Trung Quốc. Diego Luna, Gael García Bernal tái hợp trong loạt phim tiếng Tây Ban Nha khám phá thế giới quyền Anh. Các diễn viên và bạn thời thơ ấu của Diego Luna và Gael García Bernal đã thực hiện loạt phim tiếng Tây Ban Nha đầu tiên của Hulu là Khoa Mạc Quina. Sau một thập kỷ sáng tạo và sản xuất, Luna cho biết thời điểm này là hoàn hảo. 10 năm này theo một cách nào đó có ý nghĩa, vì về cơ bản, chúng tôi không thể sẵn sàng hơn và cảm giác như đây là thời điểm thích hợp. Điều đó có ý nghĩa rất lớn, đã đến lúc phải làm điều đó. La Machina đi sâu vào thế giới quyền Anh chuyên nghiệp với Bernal vào vai một võ sĩ quyền Anh, mặc dù có kiến thức và niềm đam mê với môn thể thao này, nhưng đang phải vật lộn với thực tế của việc nghỉ hưu do những hạn chế của cơ thể. Luna vào vai người quản lý của anh, người coi trọng thành công và tiền bạc hơn cả mạng sống. Luna và Bernal là bạn từ khi còn nhỏ và đã cùng nhau thực hiện một số dự án bao gồm Itu Mama Tambien và Rudo y Cursi. Các diễn viên đã suy ngẫm về tình bạn của họ và những cơ hội đã đến với họ. Có một khoảnh khắc nhỏ, thật điên rồ, ai có thể nghĩ rằng chúng tôi đang cùng nhau đạp xe và đột nhiên chúng tôi làm điều này, thật điên rồ, Bernal đã chia sẻ. Và điều quan trọng là phải cho phép điều đó xảy ra, Luna đã nói thêm. Có điều gì đó tuyệt đẹp khi có thêm một cơ hội để kể một câu chuyện khác. Đạo diễn Gabriel Ripstein cho biết, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên trên phim trường về vừa là lợi ích vừa là bất lợi. Và đầu lưu niệm của Star Wars, Batman và James Bond đã được bán đấu giá tại Bookstore. Từ cây gậy của Yoda đến chiếc áo khoác bụi của Clint Eastwood trong The Good, The Bad and The Ugly. Hàng trăm món đồ sẽ được đấu giá vào tháng tới trong một cuộc đấu giá kỷ vật phim ảnh và truyền hình. Nhà đấu giá kỷ vật giải trí Bookstore đang bán hơn 1.800 món đồ tại cuộc đấu giá trực tiếp từng niên. Năm nay diễn ra từ ngày 14 cho đến ngày 17 tháng 11 và ước tính có thể thu về hơn 10 triệu bảng Anh, tương đương 13.1 triệu Mỹ Kim. Những món đồ được một số tên tuổi lớn nhất của Hollywood mặc hoặc sử dụng đang được rao bán, với rất nhiều món đồ từ một số thương hiệu lớn nhất của điện ảnh, bao gồm các bộ phim James Bond và Harry Potter. Dẫn đầu cuộc đấu giá là chiếc mũ bảo hiểm Sand Trooper từ cảnh Move Along trong Star Wars A New Hope, có giá ước tính từ 250.000 bảng Anh đến 500.000 bảng Anh, tương đương 326.900.000 Mỹ Kim. Đây là một hiện vật cực kỳ hiếm. Nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Bookstore, Stephen Lang, đã nói với hãng tin Reuters như vậy. Cây gậy Yoda được bán đã được sử dụng trong cả The Empire Strikes Back và bộ phim Return of the Jedi, Bookstore đã cho hay. Một loạt trang phục đang được bán bao gồm bộ Batsuit của Michael Keaton trong bộ phim Batman Return, bộ đồ mà Daniel Craig mặc trong phim về điệp viên 007 Skyfall và chiếc áo khoác thay đổi kích cỡ từ năm 2015 mà nhân vật Marty McFly của Michael James Fox
mặc trong Back to the Future Part, trong bộ phim Back to the Future phần 2, chiếc áo khoác bụi của Clint Eastwood trong The Good, The Bad and The Ugly cũng nằm trong số các lô hàng này. Và bản tin vừa qua đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp ngày thứ bảy cuối tuần của đài truyền hình IBC TV do xứ ngôn viên Xuân Anh và Linh Trịnh trình bày. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ quý báu của quý vị khán giả và các cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Xin kính chúc cho quý vị có một cuối tuần thật thư giãn và hạnh phúc. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại vào chương trình tin tức vào ngày mai.